Ngày nay trên đất nước Việt Nam trẻ trung và năng động, nơi mọi người vẫn hình dung như một đại công trường, từng ngày từng tháng có biết bao nhà máy, công trình mọc lên như biểu tượng của sự hồi sinh và vươn lên của con người Việt Nam, như khuôn mặt tươi trẻ và giàu sức sống của Việt Nam hướng ra thế giới. Chúng tôi tự hào khi trong những viên gạch, những chi tiết máy tạo nên các công trình đó có in dấu bàn tay của những con người Lila Maba. Tạo ra và liên kết những chi tiết, những cấu kiện, những thiết bị riêng lẻ để tạo thành những dây chuyền công nghệ, những công trình, những nhà máy hoàn thiện, cũng như tập hợp và liên kết các tiềm lực riêng lẻ của từng cá nhân để tạo thành sức mạnh tổng thể. Đó chính là truyền thống, hiện tại và tương lai của chúng tôi. Lila Maba, kết liên sức mạnh. Ra đời từ năm 1960 với tên gọi là Công trường lắp máy C1, Lila Maba đã cùng với đất nước Việt Nam trải qua những giai đoạn ác liệt và gian khổ nhất của chiến tranh. Bao nhiêu thế hệ con người Lila Maba đã đổ mồ hôi và xương máu để góp sức xây dựng nền công nghiệp non trẻ của Việt Nam. Sau khi đất nước Việt Nam thống nhất, trong thời kỳ hòa bình, Lila Maba, với tên gọi lúc đó là Công trường lắp máy C1, đã tích cực tham gia vào công cuộc tái thiết đất nước, phục hồi nền công nghiệp bị tàn phá sau chiến tranh. Năm 1984, Công trường lắp máy C1 chính thức gia nhập Liên hiệp các xí nghiệp lắp máy Việt Nam, tiền thân của Tổng công ty Lila Maba Việt Nam, và đổi tên là Xí nghiệp lắp máy và xây dựng số 3. Trong giai đoạn lịch sử này, khi Việt Nam bắt đầu mở rộng cánh cửa và tầm nhìn ra với thế giới, Xí nghiệp lắp máy và xây dựng số 3 cùng với Liên hiệp các xí nghiệp lắp máy Việt Nam đã tham gia thực hiện nhiều công trình công nghiệp lớn trên khắp đất nước Việt Nam. Năm 1995, Xí nghiệp lắp máy và xây dựng số 3 được đổi tên là Công ty lắp máy và xây dựng số 3, gọi tắt là Lila Maba. Từ đó, Lila Maba đã không ngừng lớn mạnh. Đặc biệt, công ty đã có sự phát triển vượt bậc kể từ năm 2005 sau khi được cổ phần hóa và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Lila Maba đã trở thành một nhà thầu uy tín trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, đủ khả năng đảm nhận các gói thầu EPC. Thực hiện trọn gói tất cả các khâu, thiết kế, cung cấp thiết bị, xây dựng lắp đặt và bảo trì sửa chữa các công trình. Bên cạnh ngành kinh doanh truyền thống là xây dựng công nghiệp, Lila Maba đã mở rộng phạm vi hoạt động sang ngành chế tạo thiết bị tàu thủy, sản xuất kinh doanh sơn công nghiệp và lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ. Hiện tại và trong tương lai, Lila Maba là một doanh nghiệp kinh doanh đa ngành dựa trên nền tảng của ngành xây dựng công nghiệp. Ngành xây dựng công nghiệp là ngành kinh doanh truyền thống của Lila Maba, gắn liền với lịch sử của công ty. Ngày nay, với kinh nghiệm nhiều năm, cộng với sự tiếp cận tích cực với các thành tựu khoa học công nghệ và phương pháp quản lý tiên tiến, Lila Maba đủ khả năng đảm nhận các gói thầu EPC của các dự án công nghiệp, thực hiện trọn gói các khâu tư vấn thiết kế, chế tạo cung cấp thiết bị, xây dựng lắp đặt hoàn thiện và bảo trì, duy tu sửa chữa các công trình. Trong lịch sử 50 năm của mình, Lila Maba đã và đang tham gia thực hiện một phần hoặc toàn bộ đối với nhiều công trình công nghiệp trên khắp lãnh thổ Việt Nam trong các lĩnh vực sản xuất giấy, sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản, luyện kim, năng lượng, hóa chất, hóa phẩm, dầu khí, chế tạo và lắp ráp cơ khí, công nghiệp chế biến. Trong đó có những công trình trọng điểm mang tầm vóc quốc gia của Việt Nam như nhà máy giấy Bãi Bằng, khu gang thép Thái Nguyên, nhà máy xi măng Nghi Sơn, các nhà máy nhiệt điện Phả Lại, nhiệt điện Uông Bí, nhiệt điện Vũng Áng, nhà máy lọc dầu Dung Quất, công trình trung tâm hội nghị quốc gia Việt Nam. Lila Maba cũng là một doanh nghiệp chế tạo và xuất khẩu thiết bị cơ khí được các khách hàng và đối tác nước ngoài đánh giá cao về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Bên cạnh đó, Lila Maba cũng là nhà thầu uy tín trong lĩnh vực thi công công trình dân dụng và giao thông. Trên nền tảng về kinh nghiệm và năng lực chế tạo thiết bị cơ khí vốn có, năm 2008, Lila Maba hợp tác với tập đoàn MacGregor, nhà cung cấp thiết bị phụ kiện tàu thủy và dịch vụ hàng hải hàng đầu thế giới, để chế tạo thiết bị nắp hầm hàng tàu thủy. Nhà máy chế tạo nắp hầm hàng của Lila Maba tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam, với dây chuyền chế tạo đồng bộ công suất 15.800 tấn một năm, theo công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng của MacGregor, sẽ cung cấp cho các nhà đóng tàu Việt Nam và trên thế giới các sản phẩm với chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong lĩnh vực sản xuất sơn, Lila Maba
đã hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn Dai Nippon Torio, nhà sản xuất sơn hàng đầu Nhật Bản, thành lập công ty liên doanh Lilamaba Dai Nippon Torio để sản xuất và kinh doanh sơn tại Việt Nam. Với công nghệ hiện đại và kinh nghiệm trên 80 năm của Dai Nippon Torio trong lĩnh vực sản xuất sơn, cộng với kinh nghiệm và sự hiểu biết của Lilamaba về đặc điểm khí hậu nhiệt đới, tập quán của khách hàng và điều kiện thi công thực tế tại Việt Nam, khách hàng sẽ được cung cấp sản phẩm sơn công nghiệp với chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế và thích hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. Sản phẩm sơn do liên doanh Lilamaba Dai Nippon Torio cung cấp đã được nhiều khách hàng Việt Nam và nước ngoài tin tưởng và lựa chọn như Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vũng Áng, Công ty NK Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam. Bên cạnh các ngành chế tạo, sản xuất và xây lắp, Lilamaba còn cung cấp các dịch vụ thương mại và vận tải. Trong lĩnh vực thương mại, Lilamaba là nhà cung cấp vật tư thiết bị phục vụ cho ngành xây dựng. Trong lĩnh vực vận tải, Lilamaba là đơn vị nhiều kinh nghiệm vận tải đường bộ và đường thủy đối với máy móc thiết bị và nguyên vật liệu, đặc biệt là vận tải các cấu kiện và thiết bị siêu cường siêu trọng. Với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, lực lượng công nhân lành nghề và đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư được đào tạo tốt và giàu kinh nghiệm, các sản phẩm và dịch vụ của Lilamaba được khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao. Dựa trên nền tảng thành công của những năm gần đây, Lilamaba đã hoạch định chiến lược phát triển cho tương lai để hướng đến mục tiêu trọng tâm là trở thành một tổng công ty có thương hiệu mạnh, nền tảng công nghệ cao, hệ thống quản lý chuyên nghiệp, năng suất lao động cao và văn hóa kinh doanh hiện đại. Để mở rộng quy mô và phạm vi kinh doanh trong giai đoạn phát triển mới, Lilamaba đã và đang hình thành hệ thống các công ty con, trong đó mỗi công ty sẽ đảm nhận một lĩnh vực kinh doanh khác nhau trong một hệ thống liên hoàn, tư vấn thiết kế, chế tạo thiết bị, sản xuất thiết bị điện, xây dựng lắp đặt, bảo trì duy tu, sửa chữa, sản xuất và thi công sơn công nghiệp, xuất nhập khẩu và cung cấp vật tư thiết bị, cung cấp dịch vụ vận tải, khai thác chế biến khoáng sản. Việc hình thành hệ thống công ty con sẽ giúp nâng cao sức cạnh tranh tổng thể của thương hiệu Lilamaba trên thị trường. Nâng cao hàm lượng công nghệ trong sản phẩm là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong chiến lược phát triển của Lilamaba, nhằm nâng cao sức cạnh tranh và lợi nhuận của công ty, góp phần thúc đẩy sự phát triển công nghệ tại Việt Nam. Để tiếp cận và hấp thụ công nghệ tiên tiến, trong thời gian qua, Lilamaba đã hợp tác với nhiều công ty hàng đầu của nước ngoài như MacGregor trong lĩnh vực chế tạo thiết bị tàu thủy, Dai Nippon Torio trong lĩnh vực sản xuất sơn, Schneider trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện, vân vân. Bên cạnh đó, Lilamaba rất chú trọng đến công tác nghiên cứu và phát triển. Một số đề tài khoa học do công ty tự nghiên cứu đã được cấp bằng chứng nhận cấp quốc gia. Trong tương lai, Lilamaba tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các đối tác nước ngoài, đồng thời định hướng thành lập bộ phận nghiên cứu và phát triển và tăng cường ngân quỹ dành cho công tác nghiên cứu để phát triển nền tảng khoa học công nghệ cho doanh nghiệp. Lilamaba luôn coi trọng con người là yếu tố trung tâm trong mọi chính sách phát triển. Là một công ty với đội ngũ nhân lực trẻ và năng động, Lilamaba rất chú trọng trong công tác kiện toàn hệ thống quản lý và công tác tuyển dụng, đào tạo đối với nhân viên và công nhân của công ty. Công ty đã thực hiện và trong tương lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình đào tạo và tái đào tạo định kỳ cho nhân viên. Chương trình hỗ trợ chi phí đào tạo kiến thức và kỹ năng quản lý đối với đội ngũ nhân sự quản lý chủ chốt để nâng cao năng suất lao động và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Lilamaba quyết tâm thiết lập hệ thống quản lý khoa học và tiên tiến, xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề, trong đó công nhân Hàn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Lilamaba định hướng văn hóa doanh nghiệp của mình theo các tiêu chí văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp. Công ty đã thực hiện và trong tương lai sẽ tiếp tục thực hiện nhiều chương trình hoạt động hướng tới cộng đồng, cũng như các chương trình đào tạo và huấn luyện về xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp tại văn phòng, nhà máy, công trường và bất kỳ nơi nào có sự hiện diện của thành viên Lilamaba, hướng tới mục tiêu đưa hình ảnh của Lilamaba thực sự gắn liền với hình ảnh văn minh, hiện đại và chuyên nghiệp. Tiếp liên sức mạnh là biểu tượng của truyền thống đáng tự hào và hơn cả là biểu tượng của phẩm chất, tính cách và suy nghĩ của con người Lilamaba.
bất kỳ thành viên Lilamaba nào, không phân biệt tuổi tác hay chức vụ, luôn liên kết thành một khối thống nhất để xây dựng công ty và lớn hơn là góp phần xây dựng nền công nghiệp nặng Việt Nam. Với truyền thống lâu dài, sức trẻ và khát vọng vươn tới tương lai, Lilamaba luôn sẵn sàng hợp tác với các đối tác Việt Nam và quốc tế vì tương lai thịnh vượng và bền vững. Lilamaba, kết liên sức mạnh.